Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh học toán mạt tích nhỏ. Kênh của thầy là kênh mạt tích nhỏ. Hôm nay mạt là toán học, các bạn tích là giáo viên, là toán thầy nhỏ. Hôm nay thầy hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm Sketchfab để vẽ đồ thị hàm số. Là sử dụng để vẽ đồ thị hàm số qua nhá, phần mềm Sketchfab, Leo Symmetry đấy, Sketchfab để sử dụng phần mềm này, Sketchfab. Để vẽ đồ thị hàm số. Các bạn nhá. Thế để vẽ đồ thị hàm số thì các bạn đấy có những cái chỗ này, này trong Sketchfab mà được việt họa. Thì đây tập tin này, soạn thảo, hiển thị này, chương hình này, phép biến hình, đo đạc này, sổ đồ thị này. Đây là các cái dạng cửa sổ. Vậy thì đồ thị thì các bạn vẽ đồ thị các bạn vẽ này. Kiểu lưỡi này thì có kiểu lưỡi tọa độ cực này, kiểu lưỡi ô vuông này, kiểu lưỡi hình chữ nhật này, kiểu lưỡi trục lượng giảm này, và trong hệ trục tọa độ đề cả vuông góc thì kiểu lưỡi là dạng ô vuông, tức là kiểu lưỡi này các bạn này, trục này là trục hoành, trục này là trục hoành các bạn nha. Đấy. Còn trục này là trục trung này. Đấy. Đấy là góc tọa độ này. Và nhìn vào đây là cả bạn thấy đơn vị đây là một đơn vị. Để vẽ đồ thị hàm số thì các em đầu tiên vào chỗ đồ thị này, rồi lướt con trỏ xuống phía vẽ đồ thị hàm số mới này. Đấy, các bạn nhập chuột vào đây. Bây giờ ta nhập cái hàm số như thế nào thì lúc đó thì ta sẽ có đồ thị. Đấy. Chẳng hạn ta vẽ đồ thị hàm số x mũ 3 trừ cho 3 x 6 x. Đây là x mũ 3 trừ 3 x. Thì các bạn nhấn nút OK thì nó sẽ ra đồ thị hàm số. Đây là đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3 x. Các bạn chú ý rằng đối với đồ thị này thì ở đây là đường cái đây là đồ thị hàm số này. Điểm này là điểm cực đại này, cái điểm cực tiểu này. Nó cắt trục tọa độ trục ô sơ tại 3 điểm. Và để cho đồ thị này để lấy màu gì thì các bạn sẽ bấm chuột phải vào đó, bấm chuột phải, chuột trái vào đó và kích chuột phải. Thì các bạn sẽ có cái giải chỗ này. Để các bạn lấy nét to thì bấm nét to là ra đồ nét to. Nét đứt thì các bạn bấm chỗ này ra nét đứt. Đấy, nét to đứt. Còn các bạn bấm nét liền nét đầy đàn này, nét vừa này. Còn mình bỏ nét đứt đi, tức là bấm lại chỗ này là mặt nét đứt. Là chỗ nào? Nét đầy đặn, nét vừa, nét to, nét nhiều chấm, nét đầy đặn, nét nhiều chấm, nét đầy đặn tức là nét liền các bạn. Đây là vừa này,
mảnh này. Đấy. Thường thường là vừa các bạn, vừa. Rồi để chọn màu thì các bạn bấm chuột phải, rồi tiếp khóa chuột trái, chuột tiếp khóa chuột phải, rồi các bạn chọn cái chỗ màu này. Bạn chọn màu xanh thì ra màu xanh, này, bạn chọn màu xanh thì ra màu xanh. Còn bạn chọn màu khác, để chẳng hạn chọn màu tím chẳng hạn thì ra màu tím. Bạn chọn màu đỏ, màu đỏ thì ra màu đỏ. Bạn chọn màu đen thì bấm chỗ màu đen này, để tí nữa. Bạn nhé. Đây là đồ thị hàm số Excel lập trừ bà Excel. Các em có thể về đồ thị của nhiều hàm số trên cái trục này. Tiếp tục các bạn có thể về một đồ thị nữa. Chẳng hạn đồ thị về tiếp, các bạn lại bấm lại vào chỗ này, về đồ thị hàm số mới. Chẳng hạn Excel bình phương parabol này. Bình phương hoặc lý thừa là các bạn bấm Excel bấm chỗ mũ này, bấm số 2, số 3 là kết quả. Đấy, đây là đồ thị hàm số y bằng x bình phương, cho mình nét đỏ. Cho nên nét xanh. Đây là đồ thị hàm số y bằng x bình phương, hai đồ thị này cắt nhau vào đây rồi. Các bạn cũng có thể về đồ thị hàm số y. Đây có thể về một cái đường tròn thế này các bạn. Đây có thể về đồ thị hàm số. Đây là đồ thị hàm số y bằng x bình phương. Chúng ta có thể về đồ thị hàm số mà một nửa đường tròn. Phải vào đồ thị hàm số. Để hàm cắn thì cả em ghi S quý RT đấy. Hàm cắn, hàm số có những cái dạng hàm số này, hàm sin, cosine là những hàm cơ, hàm trị tuyệt đối, còn hàm cắn này các bạn của 4 trừ đi x bình, rồi bấm OK thì nó sẽ ra cái đồ thị nửa đường tròn phía trên. Nửa đường tròn phía dưới thì các bạn chắc thêm nhốt trừ đây là sẽ có nửa đường tròn phía dưới, để cho nét đầm một chút, nét vừa. Rồi tiếp tục về nửa đường tròn phía dưới, hàm số SQRT cho nhốt trừ chỗ này các bạn, 4 trừ x bình, x bình. OK, đấy, đồ thị hàm số. Đường tròn là ghép của hai cái đồ thị này thôi. Đường tròn mà có bán kính tâm ô, bán kính mong 4. Đấy, đường tròn. Ghép hai đồ thị này thì ra cái đường tròn là tâm ý, tâm ô. Ô là gốc tọa độ. Bán kính bằng 2 các bạn nhé. Đây đơn vị là 2. Đây là trừ 2. Đấy. Về cách vẽ đồ thị thì các bạn sẽ hướng dẫn là các em vào cái đồ thị nó và bấm hàm số ra thì có kết quả cụ thể. Đây là 4 đồ thị. Đấy. Rất thú vị các bạn. Đây 4 đồ thị. Và các bạn nhớ là chúng ta có thể dùng đồ thị này sẽ nghiên cứu phương trình, hệ phương trình rất thú vị các bạn nhé. Đấy. Thì trong cái thời gian hạn chế thì hướng dẫn cho các em về cách vẽ đồ thị bằng phần mềm Sketchpad, Geometry Sketchpad các bạn nhé. Rồi các bạn nhớ rằng là kênh của đây là mặt thích nhỏ này. Đấy. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì các em đăng ký kênh để cập nhật các bài học mới nhất các bạn nhé. Thì dùng cái phần mềm này thì rõ ràng sự kẹp bảng này sẽ giải toán, học toán rất khá thú vị. Các bạn giáo viên thì quen dùng rồi. Các bạn học sinh có thể cài đặt phần mềm này để nghiên cứu, để học
soát một cách tốt nhất, đặc biệt là học giới hạn, học cái hàm số, học sinh học các bạn nhé. Cuối cùng chào các em, hẹn gặp lại các em trong dịp gần nhất.